Ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui khi được quay trở lại trong cái video hướng dẫn tiếp theo của kênh Tân TV chuyên hướng dẫn những thủ thuật mẹo hay trên điện thoại, trên máy tính và các cái ứng dụng mạng xã hội cho các bạn nhé, giúp các bạn có những trải nghiệm tốt hơn. Và trong video tiếp theo này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nào mà đang dùng trang fanpage, các bạn quản trị một cái trang fanpage nào đó của các bạn có thể tạo những cái album ảnh đó giúp cho cái trang của các bạn nó đa dạng hơn để cho người xem hiểu được trang của bạn đang giới thiệu về cái danh mục nào cũng như là các bạn về lĩnh vực nào. Cụ thể là ví dụ như bán hàng hoặc là một cái nhóm về làm đẹp hoặc là thời trang nào đó. Ok, các bạn cùng theo dõi. Rồi, để tạo cái album ảnh cho trang fanpage mà các bạn đang quản lý thì các bạn sẽ thực hiện cho mình như sau nhé. Tại giao diện trang Facebook thì các bạn sẽ cái này hướng dẫn là trên điện thoại, ở trên máy tính các bạn có thể thực hiện tương tự nhá. Rồi các bạn chọn vào mục ở menu này, các bạn chọn vào mục ở nhóm này và các bạn nhóm của bạn này, đấy, nhóm của bạn đang quản lý này, các bạn sẽ chọn vào xem tất cả này. Đấy, dụ mình muốn chọn cái phần album cho cái phần là trang này của mình nhá, album ảnh cho cái trang này của mình. Thì tại giao diện trong cái phần là trang chính của nó ấy, đó, các bạn sẽ nhìn vào mục ảnh nhá, các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục ảnh này. Đấy, các bạn sẽ click vào mục ảnh nhá. Ok chưa? Các bạn click vào cái mục ảnh này. Rồi. Trong cái mục ảnh này ấy thì tại đây các bạn nhìn vào cái mục là thêm ảnh nhá. Ok chưa? Các bạn chọn vào mục thêm ảnh. Rồi. Mục cái thêm ảnh này thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái ảnh bất kỳ. Đấy, xong. Rồi. Cái này thì nó cũng giống như các bạn đăng thôi. Đấy, nó trong cái mục đăng này nhưng mà các bạn không phải là đăng nhé. Các bạn sẽ nhìn bên cạnh có cái chữ là album ở đây này. Đấy. Bên cạnh bé bé này có chữ album, các bạn chọn vào. Các bạn chọn mục tạo album. Và các bạn sẽ thấy là đặt tên nhé. Ví dụ như mình là ABC chẳng hạn. Đó. Tên nhóm của các bạn tùy nhé. Mình chỉ hướng dẫn thôi. Và các bạn có thể chọn. Đây này, bài viết này sẽ hiển thị công khai với mọi người. Đấy. Các bạn chọn lưu này. Đấy. Các bạn chọn lưu. Ok chưa? Đấy. Rồi, sau khi các bạn chọn album xong thì đây này, hai ảnh mới sẽ được thêm vào album ABC. Các bạn chọn tải lên. Đấy. Rồi, và bây giờ các bạn sẽ quay trở ra nhé. Các bạn quay trở ra thì các bạn sẽ thấy là đấy, là Trần Tân đã đóng góp cho mình một album. Các bạn chọn vào, đấy, album này. Đấy, các bạn sẽ click trực tiếp vào cái album đó nhé. Đây này, đấy. Thì tại đây các bạn có thể thấy là cập nhật vào ngày 10 hôm nay luôn. Và các bạn sẽ thấy là mọi người sẽ thấy được cái album này và để thêm ảnh thì các bạn cũng có thể chọn vào vân vân. Đấy, rất là ok. Ngoài ra thì để chỉnh sửa thì các bạn sẽ chọn vào dấu ba chấm chỉnh sửa album này. Đó. Các bạn có thể đổi tên nhóm này, thêm mô tả này hoặc là xóa album tùy các bạn nhé. Đó thì khi mà các bạn thực hiện xong cái tạo album này thì ở ngoài trang cá nhân này khi mà mọi người lướt vào nó sẽ thấy là có cái album ảnh ở trên cái phần giao diện. Đó. Thì mình ở đây thì mình sẽ không nhìn thấy, nhưng mà khi mà các bạn vào các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Chúc các bạn thành công.